Thưa quý vị, có những vận động viên sau khi giải nghệ nhưng vẫn tâm huyết, tiếp tục theo đuổi niềm đam mê cháy bỏng với môn thể thao mình lựa chọn bằng các hình thức khác nhau như huấn luyện viên hoặc làm trọng tài. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ với một cựu vận động viên Karate Bình Dương. Cô hiện là huấn luyện viên và cũng là nữ trọng tài châu Á đầu tiên của thể thao Bình Dương. Đó là nữ trọng tài Karate Biện Thị Ngọc Anh. Đây là huấn luyện viên Karate Biện Thị Ngọc Anh, cũng là nữ trọng tài châu Á đầu tiên của thể thao Bình Dương nói chung và Karate Bình Dương nói riêng. Mang trong mình niềm đam mê võ thuật Karate từ nhỏ, nhưng đến năm 2002, cô gái sinh năm 1988 Biện Thị Ngọc Anh mới đến với môn thể thao mà mình yêu thích. Ngay một năm sau, võ sĩ quê ở phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã được gọi lên đội tuyển năng khiếu tỉnh Bình Dương. Không phụ lòng mong đợi của các huấn luyện viên, chỉ 3 năm sau, Ngọc Anh đã đứng trên bục cao nhất khi giành được huy chương vàng tại giải vô địch Karate trẻ toàn quốc lần thứ 12 năm 2005. Liên tiếp trong những năm tiếp theo, Ngọc Anh luôn tỏa sáng để giành được nhiều thành tích cao về cho tuyển Karate Bình Dương. Trong đó đáng chú ý nhất là huy chương bạc và huy chương vàng giải cúp các câu lạc bộ mạnh Karate toàn quốc năm 2008-2009, huy chương đồng Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2010. Năm 2012, Ngọc Anh chia tay với sự nghiệp vận động viên, nhưng vẫn dành tình yêu và niềm đam mê cho Karate với vai trò mới là huấn luyện viên. Không bằng lòng với những gì mình đang có, song song với công tác huấn luyện, Ngọc Anh nỗ lực không ngừng trong việc học tập. Năm 2014, cô đã thi đậu bằng trọng tài cấp quốc gia và tham gia điều hành các giải Karate trên phạm vi toàn quốc. Mới đây nhất, vào giữa tháng 3 năm 2023, Ngọc Anh tiếp tục thi đỗ trọng tài cấp châu Á. Qua đó, cô trở thành nữ trọng tài châu Á đầu tiên của thể thao Bình Dương nói chung và Karate Bình Dương nói riêng. Xin được chào trọng tài Biện Thị Ngọc Anh ạ. Lời đầu tiên thì xin cảm ơn Ngọc Anh đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, xin chào anh MC. Xin chào quý khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Thay mặt những người thực hiện chương trình gửi lời chúc mừng đến Ngọc Anh vì bạn đã vừa qua bạn đã đạt được cái bằng trọng tài cho châu Á. Được biết thì bạn là cái nữ trọng tài châu Á đầu tiên của thể thao Bình Dương nói chung và của môn Karate nói riêng, thì cái cảm xúc của Ngọc Anh như thế nào ạ? Dạ, thật sự thì cái cảm xúc của em nó rất là vui sướng và rất là hạnh phúc. Cái lúc mà mình đứng ở cái phòng chờ để được gọi vào nhận cái kết quả, lúc đó vừa lo vừa sợ, biết là cái kết quả của mình nó có đạt hay không. Và đến khi mà được hội đồng trọng tài thông báo là mình đã đạt được cái kỳ thi thì rất là hạnh phúc, như là muốn khóc luôn vậy đó. Dạ, khi mà về thì thầy Tuấn có chia sẻ là em là cái người đầu tiên của thể thao Bình Dương, thì lúc đó em thật sự rất là vinh hạnh. Rồi trải qua quá trình thi như vậy thì Ngọc Anh có gặp khó khăn gì không? Dạ, thì đây là một cái cuộc thi ở cấp châu Á, do đó cái vấn đề về ngoại ngữ là cái khó khăn của em. Tất cả các ngôn ngữ được sử dụng là tiếng Anh, tất gồm như là tài liệu, rồi những cái trao đổi hay những cái hướng dẫn của hội đồng trọng tài đều sử dụng tiếng Anh, do đó mình cũng hơi gặp khó khăn trong vấn đề là giao tiếp. Dạ. Như vậy thì làm sao để Ngọc Anh đã vượt qua khó khăn đó để mà lấy được cái bằng trọng tài cho anh? Dạ, thì biết là sẽ đi và sẽ sử dụng tiếng Anh, do đó là ở nhà cũng đã có cái sự chuẩn bị là tự trau dồi cái kiến thức và việc là đọc cái luật trước ở nhà, tìm hiểu trước những cái điểm mà cần, những điểm mới, nhờ bạn bè hỗ trợ thêm nữa. Vậy thì làm sao mà Ngọc Anh vượt qua cái vấn đề mà giao tiếp được với hội đồng giám khảo được? Dạ, thì nói chung thì em cũng vừa mới tốt nghiệp cái văn bằng 2 của ngoại ngữ trường em, trường Đại học Thủ Dầu Một, nên nó cũng có một cái nền tảng sơ sơ, không có nhiều cái môi trường để mà mình giao tiếp, do đó là cái phản xạ của mình nó không có. Những cái ngày đầu tiên á, thì qua thực sự là rất là khó khăn, đặc biệt là ngày đầu tiên mình nghe được người ta nói nhưng mà mình lại không có thể hiện được. Phản xạ của mình là phản xạ tiếng Việt, do đó khi mà mình trả lời bằng tiếng Việt, qua ngày đó bắt đầu mình lại nhớ ra là mình phải trả lời bằng tiếng Anh và ép buộc cái cơ thể mình nó phải trả lời bằng tiếng Anh, phải sử dụng tiếng Anh mới có thể giao tiếp được, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Qua đến ngày thứ 2 thì em đã bắt đầu giao tiếp được với những cái bạn mà cũng cùng đi thi với mình,
và những cái hội đồng trọng tài nói thì em có thể truyền đạt thì em có thể hiểu và em có thể trả lời lại với lại cái hội đồng trọng tài. Là trọng tài nữ, mình phải tham gia nhiều cái giải đấu trong nước và sắp tới đây là của khu vực nữa. Thì tất nhiên là cái thời gian tham gia làm nhiệm vụ ở cái giải đấu thường nó kéo dài ngày, thì Ngọc Anh sẽ có những cái khó khăn gì hay không khi mà tham gia dài ngày như vậy, ảnh hưởng công việc và cuộc sống mình như thế nào? Dạ, thì hiện tại thì cũng được, đối với cuộc sống cá nhân thì cũng được ba mẹ cũng hỗ trợ, là cũng tạo điều kiện cho mình tham gia, nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Tuy nhiên là cái công việc mà mình đi nhiều ngày như vậy là chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến cái công việc làm việc. Do là cái công việc chính của em là giảng dạy tại trường Đại học Thủ Dầu Một. Do đó, khi mà báo cáo xin phép đi thì cần phải được cái sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường. Tuy nhiên là ở trường thì cũng luôn tạo điều kiện cho cán bộ viên chức của trường tham gia để học tập, trau dồi cũng như là nâng cao cái kinh nghiệm để mà về giảng dạy cho sinh viên nhà trường. Nên là em cũng khắc phục được một phần khó khăn đó. Ngọc Anh thân mến, bạn có thể chia sẻ thêm là cái động lực nào giúp bạn gọi là nỗ lực để mà theo đuổi cái nghề của trọng tài và phấn đấu trở thành một cái trọng tài karate châu Á? Dạ, thì em tham gia tập luyện karate từ năm 2002, khi đó là cũng là lứa thứ hai của đội tuyển của Bình Dương được giảng dạy karate. Thì khi mà xác định theo cái sự nghiệp này thì em đã có định hướng cho mình là sẽ trở thành một cái huấn luyện viên và cũng là và mong muốn cao hơn là em muốn trở thành một cái trọng tài cấp quốc gia. Và khi đạt được cái trọng tài cấp quốc gia đó thì em lại nỗ lực em muốn chinh phục thêm một cái cấp cao hơn, đó là cấp châu Á. Mình phải chinh phục những cái mà khó hơn để mà cái làm bản thân mình nó ngày được tốt hơn. Ngọc Anh đã từng là một vận động viên và bước lên võ đài thi đấu, và bây giờ thì Ngọc Anh cũng bước lên võ đài nhưng mà với một cái tư cách khác, đó là trọng tài. Thì như vậy thì sẽ có những điểm giống và khác nhau như thế nào, Ngọc Anh hãy chia sẻ để khán giả được hiểu thêm không ạ? Dạ, giống và khác nhau thì cái điểm giống của vận động viên và trọng tài thì nó là đều làm cho cái sự nghiệp karate thôi. Nhưng mà đối với vận động viên thì khi mà lên sàn đấu thì mình sẽ cố gắng thể hiện hết tất cả những cái kỹ chiến thuật mà mình đã tập luyện và cố gắng thi đấu giành được cái thành tích tốt cho cá nhân. Còn khi mà lên làm trọng tài với một cái cương vị trọng tài thì không phải là mình chỉ làm điều hành cái trận đấu đó, mà mình còn phải thể hiện được cái trình độ, cái bản lĩnh và cái khách quan của cái vị trí trọng tài của mình để tìm ra được một cái vận động viên chiến thắng thật sự xứng đáng, để các em không có phải mà chịu ấm ức sau khi mà nó xuống sàn. Dạ, cái đó là cái áp lực rất là lớn khi mà chúng ta ở cái vai trò là trọng tài. Được biết ngoài nhiệm vụ là một trọng tài thì Ngọc Anh còn tham gia huấn luyện ở những lớp karate. Như vậy xem ra thì một ngày của Ngọc Anh là như gắn liền với karate rồi. Dạ, thì hầu như là nó gắn liền từ năm mà em bắt đầu tham gia tập luyện tới giờ. Dạ, nghĩa là ngày nào cũng là có cái hoạt động karate trong người. Hồi xưa thì đi tập, ngày nào cũng đi tập. Đến sau này khi mà ra đi làm, chuyển sang công tác huấn luyện thì ở trường Đại học Thủ Dầu Một thì em giảng dạy cho các bạn sinh viên của trường học thực hành thì cũng là môn karate. Và sau cái thời gian làm việc ở trường thì em sang câu lạc bộ thì cũng lại giảng dạy cho các bạn vận động viên cái môn karate, để cũng muốn là truyền đạt những cái kinh nghiệm mình đã học được cho và truyền những cái đam mê của mình cho các bạn vận động viên để tìm hiểu cái môn karate, tạo cho các bạn thích thú hơn. Ngọc Anh thân mến, từng là một vận động viên rồi là huấn luyện viên và bây giờ là đảm trách thêm cái công việc của trọng tài, thì Ngọc Anh có thể chia sẻ là hoặc là dành những cái thông điệp này đến các bạn mà đam mê karate để các bạn tự tin theo đuổi cái sự nghiệp, đúng không ạ? Bản thân em thấy là khi mà mình đã đam mê karate rồi thì mình phải đặt cho mình một cái mục tiêu. Là mình sẽ đạt được cái gì cho cái đam mê đó. Ví dụ như em đam mê karate thì em đặt cho mình mục tiêu là em sẽ trở thành huấn luyện viên hay là một trọng tài, thì đó mình phải xác định được như vậy để mà mình có cái hướng phát triển cho bản thân mình. Cảm ơn phần chia sẻ thật thú vị ngày hôm nay của trọng tài Ngọc Anh, và xin chúc cho Ngọc Anh nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của trọng tài, không chỉ ở các giải trong nước mà sắp tới đây là các giải quốc tế nữa. Và xin chúc cho Ngọc Anh tiếp tục
cháy với niềm đam mê của mình là đào tạo ra nhiều vận động viên karate ở trong thời gian tới. Một lần nữa xin cảm ơn Ngọc Anh. Dạ, em xin cảm ơn anh. Em xin cảm ơn và chúc quý khán giả thật nhiều sức khỏe.